Và tại sao mình lại chọn Caitlin vào vai này? Bởi vì Caitlin đã có một cái background là tốt, là con gái của trưởng môn Nam Anh, Vịnh Xuân Quyền. Thì cơ bản Caitlin đã có võ thuật rồi, cái nhịp võ nó nằm trong máu Caitlin rồi. Cho nên là khi Caitlin vào phim này thì những cái bài tập về võ thuật hay những cái màn đấu thì Caitlin vào rất là nhanh luôn. Còn về khả năng vũ đạo của Caitlin cũng là một trong những cái lợi thế của cô ấy, giúp cho cái vai diễn này nó bật lên hẳn so với những cái vai diễn trước kia mà Caitlin đã từng tham gia. Xin chào mọi người, mình tên là Cát Linh Văn Võ và hiện tại là mình đang tại trường quay Võ Sinh Đại Chiến. Mình thủ vai Khánh Trang trong phim. Trong phim Võ Sinh Đại Chiến thì Khánh Trang là một cô gái ở độ tuổi trẻ và cô có rất là nhiều ước mơ và hoài bão và cô muốn chạy theo đam mê của mình. Từ đó thì cô cũng dính vào cái cuộc phiêu lưu của anh chàng tên Khoa. Sẽ có những cái pha mà mình cũng sẽ bật mí một tí là nghiêng về tình cảm chút chút gì đó, nó dễ thương, màu hồng, rất là nhiều cung bậc cảm xúc. Đây là hôm nay mình có mặt ở tại bối cảnh đầu tiên của phim Võ Sinh Đại Chiến. Thì vậy là hôm nay á, đây là cái phân đoạn đầu tiên của Caitlin, nhưng mà quay cảnh cướp và đánh cướp nên có một tí hành động ở trong đấy và cũng đòi hỏi là sự tập trung rất là cao độ. Vì thế ngày đầu tiên mà mình lên mình cũng hơi run run, hơi bồi hồi. Nhưng mà nhìn mọi người làm việc rất là hăng say nên mình cũng tạo thêm động lực rất nhiều. Cát đã có cơ hội được học võ từ nhỏ, Cát hát theo học Vịnh Xuân. Tuy nhiên khi mà đến với phim hành động, đấy là thể loại mà Cát rất là thích, những cái động tác, những cách đánh đấm. Ở ngoài thì thực tế nhưng mà ở trong phim thì nhiều khi mình làm những động tác đó lại không đẹp. Vì thế mà mọi người, các anh chị em diễn viên đã dành một khoảng thời gian khá nhiều, ngày nào cũng 4 tiếng sáng, buổi sáng đi tập với nhau. Thì thực sự là mệt, rất mệt, nhưng mà đấy là những cái khoảng thời gian mà Cát sẽ không thể nào quên được. Trong phim, Cát được đánh và Cát cũng được nhảy luôn. Sẽ có những cái khoảnh khắc mà khán giả sẽ được nhìn thấy những khía cạnh khác của Khánh Trang và đặc biệt là thể hiện vũ đạo trong những cái phân khúc nhảy của mình. Hình như là bắt đầu thử nước đụng nước là 8 giờ sáng. Bây giờ về nhà đấy ạ. 12 giờ. Ôi, 3 tiếng. 4 tiếng chứ, 4 tiếng ở dưới nước, cảm giác rất là sảng khoái. Ôi, tay run hết cả lên. Rock luôn. Khoa lên là đáng lẽ phải kêu lôi Khoa vào trong nhà, nhưng mà lỡ tay kiểu ui ui. Một phát của Nga xuống ban công. Đấy là hết phim, xong phim luôn. Xin lỗi. Cái này chỉ có trong phim thôi nha, các bạn đừng bắt chước nha. Mạo hiểm. Các bạn trẻ đừng nên bắt chước nha. Nhưng mà anh phải sao chứ, Trang thích làm Trang thích tiếp đàn ông mạo hiểm. Cái thấy gì là thông qua vô, bây giờ là anh phải mạo hiểm, anh cắt cái dây đi. Bây giờ anh chơi tàu hèn. Thế thì cả đấy em cứ mơ đi nhá. Chắc cũng không kiếm được một anh nào như thế đâu. Quen của em, anh đặt mạnh hơn.